tiếp tục thì sang quay cho con xem cái nông dân phun thuốc cho lúa nè. Giai đoạn công chế me ở đây bệnh vô gạo thôi. Ở đây là lúa xạ theo mùa mưa bà con ơi, nói chung là xạ chung với đất ruộng trên á. Thì hiện tại thì công chế me này thì bà con dởm nhằn lúa nè, nó đâu có hột có hạt gì đâu, để xem xuống gần gần cho bà con mình xem. Thì nói chung bà con ở đây thì làm nói chung là phân thuốc thì mắc ha. Rồi lúa lớp bị chuột cắn nữa, rồi giải phân nó không phát nữa. Lúa bây giờ đất cát thời tiết bây giờ ngộ lắm, nhiều khi giải phân nó không phát nữa, giải phân nặng dữ lắm nó mới phát ha. Còn giải mà kiểu như vừa vừa chậm chậm sương sương hoặc là vừa vừa giờ cũng không phát nữa. Phải là một công nó phải từ một công tầm cắt một vỗ 60-70 kg sao đâu đó, nó mới công 1.300 mét vuông 60-70 kg nó mới dàn lúa nó mới lực hay sao, chứ mình xạ tiết kiệm thì thấy nó cũng không có tốt ha. Mà xạ mắc quá thì thứ nhất nó đều đủ đều á, bệnh rồi phân mắc, rồi nhiều khi lúa thắt cái lúa nó vô nó trúng dàn lúa mà ngặt cái nó dính này dính kia đồ ôm hay sập gì đó thì thắt thoát, hoặc là không có giá thì bà con mình lại lỗ, chung đủ đều. Cho nói chung thì làm giải trí chơi thôi bà con ơi. Phân thuốc thì nói chung thì cũng giải đều đều, xịt xương xương, có nhiều ăn nhiều. Nhưng một số bà con ở các tỉnh khác nó làm lúa 900 tấn tấn mấy, không còn ở Sơn đây làm chủ yếu là vui là chính, trăm mê 500-600 kg công 1.300 mét vuông có là đỡ không rồi bà con ơi. Chung ở đây Sóc Sơn thấy dàn lúa vòng vòng ở khu ba giờ ở trong ở trên này ít khi nào bị trúng ha. Thứ nhất là cái giống một số bà con xạ lúa ruộng trên tắc cát á, tắc cát hoặc tắc ấy cũng vậy, xạ cái giống đại thơm 8 mà vụ này mà bà con ấy đi Sóc Sơn thấy bị đồ ôm có bông hết trơn luôn, nó bị khoảng 30% là bà con thấy rồi, năng suất mắc. Đại thơm 8 mà con xạ vụ hè thu với thu đông ít nơi bị đậu có bông lắm. Bây giờ bà con quản lý cái cử trước chỗ và chỗ đều yếu yếu là rồi thua chích hết trơn luôn. Nó thì giống đó thì nó không chịu mưa. Này xài giống gì anh? 504 hả? Lúa bây giờ làm thấy thấy không có bồng bộng gì chơi ha. Ruộng dưới cũng vậy, thấy giờ sao thấy thắt quá. Năm 54 đây là có nơi mình xả 54 hay còn như đó 54 là 1 với đài thơ không ha. Thịt cỡ này bỏ chưa? Cỡ nữa hả? Đất này đất cát. Đúng rồi. Chứ thấy chuột nó phá lỗ lỗ thôi. Có xịt vô gạo không? Bệnh với vô gạo ha. Tại đây xịt gắn gắn nhỏ vô đầy đủ đây, lúa cũng 6 mấy rồi, cũng đỡ rồi, đỡ khổ. 5-4 nhưng cũng 6 rưỡi, 6 rồi. Tính mần có hổm không, ba vụ tính mần kìa, rồi cả trước không, ai giờ cuối cùng không bỏ. Thay nước lớn mà bỏ, phải xả lại ế quần nữa rồi. Rút đâu kẹp đâu, con ống nó rút không kẹp, thua. Thêm máy. Cũng không kịp, nó dễ vậy mấy ông làm mấy ông. Đường nào cũng chết lúa chứ. Chết cái khu ngoài á, cái sâu với lâm lép với nó đồ ôm à, bên Mỹ. Bệnh gói không? Dễ gan bệnh thẻ cũng vậy. Cái đó bên của công ty khác. Cái đó bên công ty của thằng bên Mỹ thì một thẻ tới 3 bình đó. Còn bây giờ nó gan bên này bệnh thẻ. Cái thẻ này thì nó gọn thôi. Đúng rồi, cái này của chất lượng vàng nè.
cái hiệu này bên Mỹ tăng sức là 88 triệu đô mới thành phần, có thành phần lên lớp hạt nữa, tự gói này chắc 20-30 ngàn vậy ta, chứ không rẻ đâu, hai mấy á chứ không biết. Thằng này thì không phải, thằng này từ 20 chứ không phải không 10 mấy đâu. Này nó chứ là kỳ đồ này của công ty nào ta, công ty có phần để farm Việt Nam, chung này xịt cũng hay, nó cũng thành phần hoạt chất, nó có 2-3 cái mình nghĩ. Chứ là thằng này hả? Thằng này vô gạo phải không? Thằng này thì NPK Lục Châu 15 5 40, nó 40 là 40 kali quá ta. Đúng rồi, nó thành phần chủ yếu là này chắc thể cũng 7-8 ngàn ha. Thằng này vô hạt cũng im, nó chủ yếu là kali nè, thịt kali thì nó vô hạt mà. NPK 15 năm xuống 10. Cái tôi năm nay phải có nước đầy đủ, nó đỡ cỏ, xả không nước mưa, mưa con không đủ nước, nó bị phải này có xịt... bọng lấy nước mình lọ qua im. Ra cái lọ không có nước qua, không để bơm, không bơm. Đạm là 15% và lăng là 5% và kali là 40% rồi con. Nó thêm cái thành phần khác như là B, XN, đồng rồi nè. Nói chung cái thành phần chung nguyên lượng thì cũng rất im ha. Con thịt thằng này cũng im. Thấy mưa dữ lắm rồi ta. Mưa không có đủ nước lúc nữa, mưa không bữa, mưa ướt đất không. Tại bên lỗ có động lấy qua được, giữ chữ nước được thì đỡ. Mưa ướt đất, ướt đất sống. Thì dài trên đó thấy nước dữ lắm luôn á, chắc mưa cả... Mưa lỗ có được lâu. Đâu có bờ đường bọng qua lỗ, có cái bọng lớn đó, bỏ hồi mấy năm trước. Thôi có cái máy cu le bơm qua không được. Thấy không mưa, mưa hoài, chúng chở mưa. Mưa không được, ướt ướt đất sống được. Này là sông hơi hả? Rồi. Này sông hơi sâu, sông hơi. Ba con ấy rồi. Nó sông hơi gầy luôn. Đúng rồi. Mà xịt này thì ở đây mình ơi, nó gom gì nhiều quá. Kèm kèm ít được nhiều sợ nó cháy lá, này nóng lắm. Sông hơi là nóng. Ờ xịt có hơi với thằng tin shipper là nóng móc nổi luôn. Tin shipper là chị lên lớp hạt không? Nấm lên lớp hạt với gỉ hồng gỉ sắt. Nó có cái hơi cho ba đây là chủ yếu xịt vô gạo với đồ ôm lép lép với ngừa sâu bằng sông hơi chút đỉnh thôi mọi con. Gầy mình nói chung giai đoạn nó cháu đều gấu chút ma thì bà con hạn chế xịt thuốc nóng nhiều ha, ví dụ sông hơi thì càng ít chút đỉnh thôi, với thằng tin hai hang đó không là nếu mà con xịt mà liều lượng hơn nó đậm đậm xíu là nó cháy, thứ nhất là nó lá nó vàng nó mau xuống, thứ hai là nó một số cái bông nào mà nó yếu nó sẽ bị lép hạt luôn, nó nóng nó lép luôn á. Còn thấy vậy chứ nó mạnh lắm ha, mấy thằng thuốc nóng á thì đó giống nó không bố này nó cũng rất cắt gì dễ lần là vàng lá nữa con, nên mà còn chủ yếu lưu ý ha, xịt đừng có nóng quá ha. Rồi thì chú này cũng xịt nhiều thì mình chia sẻ cho bà con mình xem nhiều ha, nông dân miền Tây làm chủ yếu là đam mê là chính đó.